Vâng, thưa quý vị, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các ngân hàng lớn toàn cầu đã phải trả tổng số tiền phạt lên tới 321 tỷ đô la do vấn đề trong quản lý việc thao túng thị trường và những sự kiện khủng bố ngân hàng. Cụ thể là chỉ tính riêng trong năm 2016, các ngân hàng đã phải trả số tiền phạt là 42 tỷ đô la Mỹ, tăng lên mức 68%, cao hơn năm trước rất nhiều. Gần 10 năm sau khủng hoảng tài chính, ngành ngân hàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi từ những mất mát đó. Theo các chuyên gia, với những chính sách điều tiết liên quan, các khoản phạt cùng với chi phí liên quan tới luật pháp và kiện tụng sẽ vẫn là một khoản mất mát lớn của ngân hàng. Và quản lý những chi phí đó vẫn là thách thức đối với tất cả các ngân hàng. Những ngân hàng châu Âu vẫn chưa hề đưa ra một bản báo cáo lợi nhuận kinh tế thường niên trong suốt khoảng thời gian đó. Ngược lại, các ngân hàng phía Mỹ đều cho thấy dấu hiệu không mấy khả quan. Phía các ngân hàng châu Á, Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi đã đưa ra được báo cáo lợi nhuận kinh tế hàng năm.